Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, cuộc sống càng hiện đại, ta lại càng bắt gặp nhiều người phụ nữ xinh đẹp. Thế nhưng có những người dù rất đẹp nhưng ta không có thiện cảm. Ngược lại, có những người sở hữu dung nhan còn nhiều khuyết điểm nhưng càng nhìn lại càng thấy vừa mắt. Tuy nói dung mạo là trời ban nhưng trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn phát hiện ra rằng có những người phụ nữ càng nhìn càng thấy đẹp. Vì sao lại như vậy? Các bạn hãy cùng tìm hiểu qua video ngay sau đây nhé. Có những người phụ nữ càng trưởng thành lại càng đẹp theo một cách rất riêng. Thật ra, điều này có liên quan tới hiệu ứng phơi sáng được giảng dạy trong tâm lý học. Hiệu ứng phơi sáng cũng được gọi là hiệu ứng xem nhiều, là một loại hiện tượng tâm lý. Đại ý rằng chúng ta sẽ có cảm tình đặc biệt với sự vật mà bản thân ta quen thuộc. Sự vật nào có số lần xuất hiện càng nhiều, chúng ta sẽ càng có thiện cảm nhiều với nó. Tâm lý học xã hội là gọi hiệu ứng này là định luật quen thuộc. Nghiên cứu sức hấp dẫn trong các mối quan hệ xã hội, người ta nhận thấy rằng khi gặp gỡ người nào đó càng nhiều lần, chỉ cần đối phương tính cách không tệ thì chúng ta sẽ cảm thấy người này quả thật càng ngày càng ưa nhìn. Từ một phương diện khác, hành vi tích cực cũng có thể cải biến dung nhan của một người. Tâm lý học từng phát hiện, tư tưởng và hành vi trong tâm của chúng ta là có sự tác động qua lại. Chúng ta kiên trì bồi dưỡng thói quen tốt trong cuộc sống cũng có thể khiến bạn trở nên ngày càng xinh đẹp. Vậy thì bốn kiểu phụ nữ nào sẽ càng nhìn càng thấy đẹp? Thứ nhất, phụ nữ đam mê đọc sách. Phúc hữu thi thư khí tự hoa. Trong lòng có sách vở, tất mặt mũi sáng sủa. Đọc sách mang lại sự lắng đọng về tư tưởng, càng mang lại sự biến đổi trên dung mạo. Loại dung mạo này là sự tỏa sáng từ nội tâm. Rất nhiều cô gái thời trẻ không mấy ưa nhìn, nhưng về sau càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Phần lớn đều có chung đam mê đọc sách. Đọc sách mang đến một loại trạng thái trầm ổn, cũng là mang đến một loại khí chất. Có câu nói rằng, bên trong dung nhan của bạn ẩn chứa quyển sách bạn đã từng đọc. Kỳ thật, đó là nói với bạn rằng, đọc sách cũng là đang tu luyện và tu dưỡng thân tâm, mà tu dưỡng có thể cải biến khí chất của một người. Thứ hai, phụ nữ điềm đạm. Người phụ nữ điềm đạm càng nhìn càng thấy đẹp. Tâm lý học nhìn nhận rằng, người phụ nữ càng điềm tĩnh thì nội tâm càng bình hòa. Loại bình hòa trên phương diện cảm xúc cũng có tác dụng làm dịu thân thể. Chúng ta thường nói, người thích nóng giận thì can hỏa, hỏa khí nơi gan mạnh. Người can hỏa mạnh thường da rẻ cũng không được tốt, còn người nội tâm bình hòa, cảm xúc của họ sẽ càng ổn định, vậy nên khí huyết cũng sẽ ổn định hơn. Trong cuộc sống, bạn cũng có thể thấy rất nhiều người phụ nữ tương tự như vậy. Đối với sự đời, người đó không có quá nhiều ham muốn hay truy cầu, mà chỉ đắm chìm trong thế giới đam mê riêng của mình. Vì thế nên, cho tới lúc tận trung niên hay 50 tuổi, vẫn trẻ trung vui tươi, sống hệt như cô bé nhà hàng xóm vậy. Bởi không mang dục vọng và nội tâm chính trực, vậy nên cả con người của họ toát lên một loại sức hút vượt trên cả thời gian. Thứ ba, phụ nữ tự tin. Người phụ nữ tự tin thường sẽ khiến người ta càng nhìn càng thấy thoải mái, càng nhìn càng thấy đẹp. Đây là bởi tự tin có thể tạo nên một trường khí khiến phong thái và thần vận của họ đều tăng thêm ánh hào quang cho ngũ quan. Với người phụ nữ tự tin mà nói, họ biết rất rõ ưu thế và khuyết điểm của bản thân. Thứ tư, người phụ nữ thú vị. Thú vị vừa là một nét trong tính cách mà người phụ nữ thể hiện ra, vừa là cách sống điềm tĩnh tự do của người phụ nữ. Thú vị cũng là thái độ tích cực nhất mà người phụ nữ đối đãi với cuộc sống này, là một loại nhàn nhã ung dung, cũng là thế giới nội tâm phong phú. Những người phụ nữ thú vị, dẫu buồn hay vui, yêu hay ghét, đều sống vô cùng tự nhiên chân thật. Vẻ đẹp của người phụ nữ đó không phải là cái đẹp trên ý nghĩa bình thường, mà là sống ra khí chất của sinh mệnh. Bởi người đó đã hoàn toàn tiếp nhận dung mạo của bản thân, vậy nên có thể tùy ý mỉm cười với chính mình. Chính nhờ có khí chất cởi mở này, mọi lúc mọi nơi, những người phụ nữ ấy đều hòa làm một với thế giới xung quanh. Là trí tuệ, là sự điềm đạm, tự tin hay là nét thú vị, đó đều là những yếu tố làm nên khí chất của một người. Bởi vậy, khí chất là thương hiệu tốt nhất của cả một đời phụ nữ.
phụ nữ đẹp là phụ nữ có hương vị đến từ khí chất, từ sự giáo dưỡng, từ tâm hồn thanh cao, chứ không phải làm bằng môi son má phấn. Và những người phụ nữ càng có hương vị lại càng được người đàn ông của mình yêu thương. Thế nào là người phụ nữ có hương vị? Các bạn hãy tiếp tục theo dõi video nhé! Tự trọng và biết tự yêu bản thân mình. Khi người phụ nữ gặp được người đàn ông cô ấy thích, trước tiên nên tìm hiểu rõ về đối phương, đánh giá xem liệu họ có phù hợp với mình hay không, rồi mới tiếp tục tình cảm. Người phụ nữ tùy tiện lên giường với bất kể người đàn ông nào, lả lơi, phóng túng, không giữ gìn khuôn phép, lễ nghi, liệu có thể tìm được người đàn ông thực sự biết trân trọng, yêu thương mình hay không? Một cô gái tự trọng và biết trân quý bản thân mình sẽ tự ước thúc hành vi, tâm tính của bản thân. Bởi vì họ trân quý mình nên cũng sẽ được người khác trân quý. Bởi vì họ biết yêu bản thân mình nên cũng sẽ dễ dàng dành tình yêu và sự bao dung cho người bạn đời. Có ý thức trách nhiệm cao. Thời đại ngày nay, trách nhiệm của người đàn ông là rất nặng nề. Nhưng chính người phụ nữ cũng phải đề cao tinh thần tự cường, phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Rất nhiều người phụ nữ vì quyền, vì lợi, vì tiền mà ở bên cạnh một người đàn ông nào đó, nguyện là một cây tầm gửi sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng những người phụ nữ như thế hôm nay có thể vì một vài lợi ích mà ở bên bạn, ngày mai lại cũng có thể vì lấy được lợi ích khác từ người khác mà rời xa bạn. Với những người phụ nữ không có trách nhiệm như thế, liệu bạn có dám ở bên cạnh hay không? Người phụ nữ tốt là người có trách nhiệm với bản thân và cả những người xung quanh mình. Dù đứng trước tiền vàng cũng khống chế được bản thân mình thật tốt. Có lý tưởng. Áp lực xã hội ngày càng lớn, những người đàn ông lăn lộn ngoài xã hội thực chất phải chịu rất nhiều sức ép. Một người phụ nữ có lý tưởng sẽ giúp cho người đàn ông của mình chia sẻ gánh nặng và áp lực cuộc sống. Ít nhất thì họ cũng có sự nghiệp riêng và giá trị riêng, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào những người đàn ông. Người phụ nữ có thể học được rất nhiều điều từ trong áp lực cuộc sống và xã hội để cải thiện bản thân và giúp bản thân ngày càng trưởng thành, có sức hút riêng và cũng có được sự dũng cảm riêng. Phụ nữ có lý tưởng hiểu rõ bản thân muốn gì, cần gì, chứ không phải là theo đuổi danh lợi tiền tài một cách mù quáng. Phụ nữ yêu thương người đàn ông của mình và cũng yêu thương chính bản thân mình. Nếu bạn không yêu thương chính bản thân mình, thì chẳng người đàn ông nào yêu thương bạn cả. Đàn ông luôn có những hiếu kỳ. Dù có yêu nhiều đi chăng nữa, cuối cùng họ cũng vẫn xem đó là một quá trình trải nghiệm, khám phá. Đặc tính của họ là vậy. Qua thời gian lâu rồi, có thể sẽ không còn trân trọng người phụ nữ của mình như lúc ban đầu nữa. Vì thế, người phụ nữ thông minh tốt nhất nên học cách tự yêu thương bản thân mình, yêu cơ thể của mình, yêu thương dung mạo của mình. Hãy luôn tự thay đổi bản thân mình theo chiều hướng tốt hơn, để những người đàn ông luôn luôn cảm thấy bạn thú vị và hấp dẫn, để bạn không phải vui buồn theo cảm xúc của họ, cũng không phải đặt hạnh phúc của mình trong tay bất cứ ai. Biết dành cho mình không gian riêng, nhưng cũng để cho người đàn ông của mình có không gian riêng. Họ có những người bạn riêng của mình. Khi không vui, có thể tìm bạn bè thổ lộ hết nỗi lòng, không phải đem hết phiền não cho nửa còn lại của mình. Cô ấy cũng có những người bạn khác giới riêng của mình, nhưng mối quan hệ của họ rất rõ ràng, nên người đàn ông của họ không cần phải lo lắng. Cô ấy sẽ cho người chồng ấy nhiều không gian riêng tư. Anh ấy cũng có tự do riêng của mình, và cô ấy tin anh ấy. Vừa xinh đẹp quyến rũ ở bên ngoài, vừa hiền thục biết nấu nướng ở nhà. Dù xã hội có phát triển đến thế nào đi chăng nữa, những người đàn ông vẫn mong muốn có một người vợ đảm đang, ở ngoài xinh đẹp vẻ vang, còn ở nhà thì tề gia nội trợ, vẫn có thể chuẩn bị cho gia đình một bữa ăn ấm áp. Tất nhiên, đó là điều không hề dễ dàng. Người phụ nữ cũng phải cố gắng rất nhiều. Dù vậy, đó mới là chỗ thể hiện sự hấp dẫn hơn người của một người phụ nữ. Dùng trái tim chân thành để yêu thương người khác. Cô ấy có thể không phải là người phụ nữ đẹp nhất, cũng có thể không phải là người phụ nữ có khí chất nhất, hay cũng không phải là người phụ nữ thông minh nhất. Nhưng cô ấy là người phụ nữ yêu bạn nhất. Cô ấy sẽ là người chăm sóc bạn khi bạn đau ốm. Cô ấy sẽ là người ngồi bên cạnh, nghe bạn trút hết ưu phiền trong lòng, cho bạn sự khuyến khích. Khi bạn cần cô ấy sẽ đến bên bạn mà không vụ lợi, dùng hết sức mình giúp đỡ bạn.
Có thể cô ấy thường xuyên làm nhảm khiến bạn mệt mỏi, nhưng đó là bởi vì cô ấy yêu bạn. Nếu là phụ nữ, hãy trở thành người phụ nữ có hương vị. Còn nếu là đàn ông, hãy là người đàn ông biết trân trọng những người phụ nữ tốt. Ba kiểu phụ nữ mang lại giàu có và thịnh vượng cho gia đình. Kính thưa quý vị, nếu trong nhà bạn đang có ba người phụ nữ này, ắt sẽ luôn hưng thịnh, trong ấm ngoài êm, gia đình giàu có hạnh phúc. 1. Người phụ nữ có trái tim trong sáng. Trong xã hội chúng ta có thể gặp được rất nhiều người khác nhau. Khi đi trên đường chúng ta có thể gặp phải những người phụ nữ đa dạng. Nhưng người để lại cho chúng ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là một người phụ nữ có trái tim trong sáng. Trong sách Ca Dao, người xưa đã miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ là nụ cười đầu tiên như hoa nở sớm mai, đôi mắt đẹp long lanh dịu dàng, sáng như ánh sao trên trời. Theo ý kiến chung của mọi người, khi nhận xét một người phụ nữ đẹp đều có khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng, trong sáng và thuần khiết. Nhưng cái gọi là thanh khiết không dùng để chỉ làn da trắng nõn và mịn màng mà là một trái tim thuần khiết và nhân hậu. Người phụ nữ có trái tim trong sáng không ghen tuông, nghi ngờ hay phàn nàn. Dùng trái tim nhân hậu để xem xét người khác, cô ấy thường thông cảm và bao dung với người khác. Khí chất toát ra từ trái tim trong sáng của cô khiến mọi người xung quanh, bất kỳ ai, dù già hay trẻ đều cho rằng cô vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Bất cứ ai gặp người phụ nữ như vậy sẽ đều thấy một sự thuần khiết từ trái tim, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình. 2. Người phụ nữ coi trọng đức tính truyền thống. Con người sống trên đời muốn có cuộc sống hạnh phúc thì phải có đủ 3 yếu tố: tướng, đức, tài. Trong số đó, đức là quan trọng nhất. Khi một người có những đức tính cao quý, chẳng hạn như nhân từ, chính trực, lịch sự, khôn ngoan và trung tín, thần Phật và trời đất sẽ sắp xếp những điều tốt đẹp nhất cho người đó và ban cho họ những tài năng tương ứng. Đây không chỉ là yêu cầu của nam giới, mà cả nữ giới cũng đều như nhau. Thời xưa, đức hạnh toàn diện, mang đầy đủ đức tính và phẩm chất công dung ngôn hạnh là tiêu chí quan trọng để làm người phụ nữ. Người ta dùng những đức tính tốt đẹp để đánh giá phẩm hạnh, tài năng, đánh giá cao những người phụ nữ có đức hạnh cao quý là người con. Trước tiên phải hiếu kính với cha mẹ sinh thành, được gả chồng thì hiếu kính với cha mẹ chồng, luôn kính trên nhường dưới. Người xưa thường nói rằng tể tướng là cánh tay phải của vua, còn người phụ nữ là cánh tay phải của chồng. Người phụ nữ có đức tính phẩm hạnh càng dịu dàng, thùy mị, biết đối nhân xử thế thì người chồng mới yên tâm lo công việc chu toàn. Phụ nữ coi trọng đức tính truyền thống sẽ không nói những lời không phù hợp và luôn nói năng đàng hoàng, có nghĩ trước nói sau, thông minh và điềm đạm. Những phẩm chất này của người phụ nữ toát ra từ cách cư xử tôn trọng bề trên, cha mẹ, chồng và giáo dục con cái. Điều này tưởng chừng như khiến địa vị của người phụ nữ trong gia đình bị hạ thấp. Nhưng thực chất, người phụ nữ càng dịu dàng, có những đức tính tốt đẹp lại là nền tảng cốt lõi có thể ảnh hưởng đến sự hưng thịnh và suy vong của một gia đình. 3. Người phụ nữ dịu dàng, bao dung và chu đáo. Người xưa thường so sánh người phụ nữ với nước và biển, có tấm lòng thủy chung và bao dung để miêu tả phụ nữ. Vì nước không chỉ nhẹ nhàng mà còn bao hàm rất nhiều đức tính tốt đẹp mà con người chúng ta cần học hỏi. Người xưa nói, cao nhất như thủy, điều tốt và có đức tính cao nhất giống như nước, hoặc bao dung tất cả sông, biển có thể chứa trăm sông, hoặc nước chảy đá mòn. Sở dĩ phụ nữ được cho là giống như nước là do đức tính, khí chất và đặc điểm của nước rất giống nhau. Một người phụ nữ dịu dàng trông có vẻ yếu đuối và yếu ớt, nhưng một khi sự dịu dàng được tích tụ, nó có thể nâng đỡ hàng ngàn cát xô. So sánh phụ nữ với nước cũng là vì phụ nữ có thể chịu khổ nhưng vẫn cảm thấy vui. Ngày ngày thanh lọc tâm hồn, không ngừng gột rửa mọi thứ trên đời như nước. Dòng nước uốn khúc khi gặp chướng ngại vật và trở thành dòng nước khác. Khi một người phụ nữ gặp xung đột hay chịu nghịch cảnh, họ sẽ dùng sự dịu dàng của mình để giải quyết. Người phụ nữ dịu dàng, chu đáo, có thể bao dung mọi việc,
cũng là nền tảng vững chắc cho sự hưng thịnh và suy vong của gia đình, giúp ích nhiều cho tương lai của người chồng, giỏi chăm chồng và nuôi con, có lợi cho việc nuôi dạy những đứa con ngoan trở thành những người có đủ đức và đủ tài. Những người phụ nữ mang theo trong mình những đức tính tốt đẹp, đi đến đâu cũng mang theo phúc khí, người chưa quen gặp cũng thấy thiện cảm, gia đình luôn an bình, hòa thuận, không khí trở nên tốt đẹp. Có câu nói rằng, phụ nữ khí chất hơn người, vượng phu, ích tử. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống thường nhật, nếu bạn gặp người xấu dấu hiệu đặc trưng này, hãy cảnh giác và giữ khoảng cách thì hơn. Cổ nhân có dạy, xảo ngôn, lệnh sắc, tiên hỷ nhân, chính là những người nói năng khéo léo hoa mỹ, lúc nào cũng cố lấy lòng người khác, thì ít khi có lòng nhân ái và thật thà. Kiểu người xảo ngôn thì lúc nào cũng lo trau chuốt cho lời nói bóng bẩy để làm đẹp lòng người khác, lấy lòng người khác nhằm đạt được mục đích của mình. Đây là kiểu người thiếu sự thành thật, lúc nào cũng dùng lời hoa mỹ để che giấu đi con người thật của mình. Những người như vậy, cổ nhân dạy nên tránh xa, không nên kết giao. Xảo ngôn ở đây là chỉ những người nói khéo, khéo đến mức người khác khó có thể thấy được lời nói của họ là giả tạo. Những người như vậy thường không có năng lực nhưng lại cố gắng tận dụng cơ hội làm cho người khác tin tưởng bằng khả năng hoạt ngôn của mình. Dưới đây là những dấu hiệu giúp chúng ta xác định được người mà mình đang giao tiếp có phải là giả tạo hay không, từ đó có thể điều chỉnh hành vi của mình cho thích hợp, tránh thiệt thòi cho bản thân. 1. Người mà chỉ tôn trọng những người có quyền lực. Những người giả tạo luôn luôn tìm cách giành giật những thứ mà họ có thể. Họ luôn sống theo cách đó, đặc biệt trong môi trường công sở. Với cấp trên, họ nịnh nọt, cười nói ngọt ngào. Tuy nhiên với người có địa vị thấp kém như bồi bàn, phục vụ lau dọn, họ lại coi thường khinh bỉ. Một người tử tế sẽ luôn tôn trọng những người xung quanh, bất kể vị trí của đối phương trong xã hội là gì, hay người đó có làm được gì giúp ích cho họ hay không. 2. Người ưa chỉ trích. Tâm lý của những người đạo đức giả luôn là không cảm thấy an toàn, vì vậy thay vì khen ngợi một người mà họ đánh giá là hơn mình, họ lại cảm thấy bị đe dọa, bị coi thường, vì thế họ tìm cách trù sập, chỉ trích, nói xấu người đó. Ngược lại, những người tử tế luôn tự tin vào năng lực của mình và lấy thành công của người khác làm động lực. 3. Người hay đưa chuyện. Nghiên cứu cho thấy những người thích tám chuyện thường không hài lòng với bản thân và có mức độ lo lắng cao. Để chống lại cảm giác này, họ buôn chuyện để kéo người khác xuống nhằm nâng mình lên. Trong khi đó, người tử tế chỉ có xu hướng bày tỏ ý kiến của mình thay vì thể hiện ác ý thông qua những lời bình phẩm. Điều này xuất phát từ chính sự tự trọng, lanh mạnh của họ. 4. Chỉ giúp người khác khi có lợi cho mình. Người đạo đức giả chỉ nghĩ cho chính bản thân họ trước khi nghĩ cho người khác. Nếu họ nhận thấy rằng mình có thể kiếm lời hay được lợi từ một việc gì đó, họ sẽ thực hiện nó một cách nhanh chóng. Còn nếu việc đó chẳng có lợi lộc gì, họ sẽ tìm cách né tránh. Trong khi đó, người tử tế sẽ giúp đỡ người khác chỉ đơn giản là vì họ muốn vậy, chứ không phải là vì bất cứ lợi lộc gì. 5. Thích gây sự chú ý, gây ấn tượng. Nếu một người đạo đức giả đạt được thành quả nào đó, họ sẽ muốn cả thế giới biết đến điều đó. Điều đó là bởi vì những kẻ đạo đức giả luôn luôn khao khát sự chú ý của những người xung quanh, xuất phát từ thực tế rằng họ đã không học cách nuôi dưỡng điều đó từ trong chính mình. Gây ấn tượng, tạo thiện cảm tốt là điều rất bình thường của mỗi người, nhưng nếu nó trở thành một lối sống của một người thì chắc chắn đó là một người đạo đức giả. Những người này tập trung quá nhiều vào việc người khác nghĩ gì về mình. Điều này vô tình khiến họ mất đi sự kết nối với những điều mà mình tin tưởng, cũng như những gì giá trị thật sự với họ. Trong khi đó, những người tử tế chỉ quan tâm đến việc những người họ yêu thương nghĩ gì. Họ không cần tới sự chú ý của bất cứ ai khác. 6. Người chỉ thích nói suông. Những người đạo đức giả thích phóng đại mọi thứ. Lời họ nói lúc nào cũng hùng hồn. Họ thích khoác lác, khoe khoang và tạo ra một hình ảnh long lanh về bản thân. Tất cả những điều này đến từ một người có lòng tự trọng thấp
một người cố gắng tạo ra hình ảnh sai lệch về bản thân, chỉ nhằm mục đích tạo ấn tượng. Kể cả là hứa hão để được tiếng, họ cũng không từ. Nhưng thực tế, họ không bao giờ có thể có kế hoạch làm những gì mình hứa hẹn, hoặc cũng có thể họ sẽ bắt tay vào làm nhưng sớm từ bỏ khi nó chẳng lợi lộc gì cho mình. Người chân thành, tử tế, luôn biết giá trị của lời hứa, họ sẽ đặt mình vào vị trí của người khác và nỗ lực hết sức để giúp đỡ khi được đề nghị. Họ cũng không thích khoe khoang về những thành công của mình, cũng không cần sự chấp thuận hay tán dương của người khác, bởi vì họ tin tưởng ở bản thân. Thế là đủ. Quý vị thân mến, ông bà ta thường có câu, gái một con, trông mòn con mắt. Đó là chân lý và cũng là sự thật hiển nhiên, không thể nào chối cãi được. Vì thực tế cho thấy, có rất nhiều chị em phụ nữ dù đã có chồng, có một đứa con, nhưng lại càng ngày càng xinh đẹp, trẻ trung hơn, thậm chí là có phần chín chắn, chững chạc. Họ có một chiều sâu về tâm hồn, họ ẩn chứa một nét đẹp đằm thắm mặn mà từng trải mà phải nhận định là hiếm có khó tìm ở bất cứ cô gái còn son nào. Thêm nữa, đàn ông thành đạt, họ không chỉ yêu bằng mắt mà họ còn yêu cả những điểm đặc biệt ấy của người phụ nữ. Thế nên việc say nắng đàn bà đã có chồng trong hoàn cảnh này cũng là điều rất dễ hiểu. Hãy cùng dòng chảy cuộc đời tìm hiểu 9 lý do để biết được tại sao đàn ông lại thích hẹn hò và cặp bồ với những đối tượng phụ nữ đã có chồng nhé. 9 lý do khiến đàn ông thích hẹn hò và cặp bồ với phụ nữ đã có chồng. Thứ nhất, sức hút ở vẻ đẹp mặn mà, từng trải. Chẳng phải xưa nay vẫn có câu, gái một con, trông mòn con mắt. Tuy không mang vẻ đẹp rực rỡ như những cô gái 18 đôi mươi, nhưng gái có chồng lại có thừa sự mặn mà đằm thắm. Cùng với chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, con người cũng chú ý tới chế độ ăn uống khoa học, tập luyện. Những phụ nữ đã kết hôn luôn biết cách chăm sóc sức khỏe và nhan sắc của bản thân. Chính vì vậy, sắc đẹp của họ sẽ ngày càng mặn mà, cuốn hút hơn. Thứ hai, sức hút về chiều sâu tâm hồn. Phụ nữ đã kết hôn thường có công việc ổn định. Công việc ổn định giúp họ có tâm thái ổn định, có sự giáo dục và ý thức phấn đấu tốt. Họ sẽ trở thành mô hình phụ nữ thành đạt, có cái nhìn sâu rộng về tương lai, khá chững chạc, khác hẳn với những cô bồ non tuổi, thiếu kinh nghiệm sống. Họ không chỉ là đối tác trên giường mà có thể chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống, công việc, các mối quan hệ xã hội với cánh mày râu. Vì thế, gái có chồng càng hấp dẫn phái mạnh về chiều sâu tâm hồn. Thứ ba, kinh nghiệm yêu vượt trội. Với gái đã có chồng, họ có thừa kinh nghiệm tình trường. Những người phụ nữ này sẽ biết cách làm thế nào để cả hai được tận hưởng cuộc yêu. Kinh nghiệm hôn nhân bồi đắp cho họ kỹ năng chăn gối, nên họ không bị động tiếp nhận mà có thể chủ động phối hợp và chiều chuộng nửa kia. Và thái độ của họ trong cuộc yêu sẽ là tận hưởng, chứ không phải đổi trác hay ban phát như những cô bồ trẻ. Thứ tư, dễ thỏa thuận trong việc giữ bí mật. Phụ nữ đã có gia đình khi ra ngoài cặp bồ thường muốn giữ bí mật và thể diện cho vỏ bọc hôn nhân của họ. Vì vậy, chuyện ăn vụng giữa hai người sẽ dễ dàng được thỏa thuận và giấu kín. Đối với những anh chàng đa tình, việc hứa hẹn tương lai là điều vô cùng khó khăn, trong khi các cô gái trẻ lại cần điều đó. Còn đối với phụ nữ đã kết hôn, không cần xác định tương lai, chỉ cần cả hai mang lại khoái cảm chóng vánh trong mối quan hệ vụng trộm là được. Thứ năm, cảm giác lạ. Đứng từ góc độ gia đình để nhìn nhận, các chuyên gia tâm lý cho rằng, sau khi kết hôn và cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, hầu hết người đàn ông đã cảm thấy quá quen thuộc và nhàm chán. Họ nhận ra những tật xấu của vợ mình, ví dụ như hay cáu gắt, tỉ mỉ quá mức, cằn nhằn và keo kiệt. Tất cả những điều đó khiến cho đàn ông cảm thấy vợ mình thật nhàm chán. Họ không còn đam mê và mất dần yêu thương như thuở đầu. Trái lại, khi tiếp xúc với vợ của người khác, họ cảm thấy mới lạ, cảm thấy những người phụ nữ đó thật tuyệt vời, nhã nhặn và thanh lịch. Thật sự là không hề giống với bà vợ hay càu nhàu ở nhà. Thứ sáu, không phải lo lắng chuyện tình phí. Phụ nữ đã kết hôn khi nảy sinh tình một đêm không phải vì lý do tiền bạc mà thường là đói khát về mặt tình cảm, nên họ sẽ không có những đòi hỏi về vật chất như tình trẻ. Họ có kinh tế độc lập nên không vì tiền bạc mà bán rẻ nhan sắc.
chính điều này cũng thu hút phái mày râu. Ở những phụ nữ đã kết hôn ngoài 40 tuổi còn mang một vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng. Với những đối tác kiểu này, đàn ông sẽ không phải quá lo lắng về chuyện tình phí. Họ chỉ cần rót những lời đường mật vào tai người tình là sẽ có được thứ mình muốn. Tiếp theo, tác động tâm lý. Đàn ông luôn thích sự mới lạ và vì thế họ muốn được trải nghiệm. Đôi khi ở bên vợ, nhưng người đàn ông lại mơ tưởng tới mùi hương của một người phụ nữ đã có gia đình mà họ đã gặp lúc chiều. Đây cũng là chuyện thường thấy. Thứ 8. Ham muốn chinh phục. Tâm lý của đàn ông là luôn luôn muốn đi chinh phục. Những gì càng khó đạt được lại càng ham muốn. Ngay cả khi đã có vợ hoặc bạn gái rồi, họ vẫn muốn được thêm vào danh sách những người phụ nữ của mình một cái tên. Dẫu vậy, phần lớn đàn ông không muốn từ bỏ cuộc sống gia đình hay bạn gái của mình để chạy theo một bông hoa đã có chủ. Thứ 9. Vấn đề chia sẻ. Thêm một điều nữa, đó chính là vấn đề cùng nhau chia sẻ. Đa số nam giới đều cho rằng những cô gái trẻ rất thiếu kinh nghiệm sống. Họ không thể giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề một cách ổn thỏa và sáng suốt. Ngược lại, nếu đó là một phụ nữ đã từng kết hôn, thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bạn thân mến, xét về tâm lý của các đấng mày râu thì là như vậy. Còn xét về những mặt hơn của phụ nữ đã kết hôn so với phụ nữ chưa lập gia đình, thì họ có những ưu điểm hay lợi thế gì? Các bạn hãy cùng tìm hiểu 6 điểm hấp dẫn nhất ở phụ nữ đã có chồng, ăn đứt gái còn son là gì nhé? 6 điểm hấp dẫn nhất ở phụ nữ đã có chồng, ăn đứt gái còn son. Thứ nhất, họ điềm tĩnh và khôn khéo. Không giống như các cô gái trẻ, những người có thể tung hê tất cả trong một cơn giận dữ vì chưa đủ chín chắn, trưởng thành, gây ra những tổn thương cho chính mình và cả người đàn ông mình yêu thương. Những người phụ nữ có chồng có khả năng tập trung kiềm chế cơn giận dữ bằng những suy nghĩ thiệt hơn. Họ cũng có xu hướng điềm tĩnh hơn, giải quyết mọi chuyện khôn khéo, nhẹ nhàng hơn, mang đến cho đàn ông cảm giác an toàn và được ân sủng. Thứ hai, họ biết đàn ông muốn gì. Là một người phụ nữ đã lập gia đình, họ có kinh nghiệm quan sát, có kinh nghiệm xử lý hành động. Và hơn hết, những người phụ nữ này có xu hướng am hiểu nhiều về tâm lý và nhu cầu tình cảm của nam giới. Khi nắm bắt được tâm lý đàn ông, hiểu họ muốn gì, những người phụ nữ này có thể nhanh chóng đánh giá một người đàn ông và phát triển một mối quan hệ nếu họ muốn. Thứ ba, họ thẳng thắn và rất cởi mở. Những người phụ nữ có chồng có xu hướng nói thẳng quan điểm của mình trong các cuộc trò chuyện, không vòng vo, không rối rắm, không đánh lạc hướng. Họ biết cách đề cập đến quan điểm của mình và làm cho nó trở nên hiệu quả trong cuộc trò chuyện. Điều đó khiến lối nói chuyện của họ thu hút những người đàn ông muốn thảo luận về nhiều chủ đề với họ. Và khi nói chuyện nhiều, những người đàn ông sẽ bị cuốn vào, dễ dàng cảm thấy đồng điệu với những người phụ nữ đã lập gia đình, sắc sảo, hấp dẫn. Thứ tư, họ có cơ thể tương đối quyến rũ. Hầu hết những người phụ nữ có chồng đều có một cơ thể tương đối quyến rũ, sở hữu những đường cong, có thể đốt mắt cánh mày râu. Nếu là một người phụ nữ biết cách trưng diện, làm nổi bật vẻ đẹp của mình, rất khó có người đàn ông nào có thể không nhìn họ. Thứ năm, họ không dễ bị chinh phục. Trên thực tế, có rất ít phụ nữ có chồng có tư tưởng quan hệ ngoài luồng. Họ không dễ bị chinh phục hay cảm nắng với một ai đó. Ngược lại, phái mạnh thường sở hữu bản năng chinh phục rất cao. Thứ gì càng khó đạt được lại càng kích thích ý chí chiến đấu của họ. Bản thân người phụ nữ đã có chồng cũng sẽ trông đẹp mặn mà hơn. Họ xa xa tựa như một nữ thần không thể với tới, khiến nhiều người đàn ông thèm muốn. Và lý do cuối cùng, phụ nữ đã có chồng thường rất tự tin. So với những người phụ nữ độc thân hoặc các cô gái trẻ, những người phụ nữ có chồng thường tự tin hơn rất nhiều. Họ tự tin thể hiện bản sắc cá nhân của mình trong từng lời nói, hành động, cử chỉ một cách rất tự nhiên, duyên dáng. Đôi khi chính họ cũng không biết mình có sự tự tin đó và chính điều đó khiến họ tỏa sáng và trông hấp dẫn hơn. Nhiều nam giới thú nhận rằng họ bị chính vẻ tự tin của người phụ nữ trước mặt làm cho điêu đứng, không thể nào dứt ra được.
phụ nữ thân mến, là phụ nữ thì đừng bao giờ quên rằng mình phải đẹp, đẹp từ tâm hồn đến ngoại hình, đẹp từ tính cách đến vẻ bề ngoài. Đẹp trước nhất cho chính bản thân mình để luôn tự tin trong cuộc sống. Khi bạn tỏa nắng thì cuộc đời này sẽ luôn mỉm cười với bạn. Và để không bỏ lỡ những video mới được phát hành trên kênh Dòng chảy cuộc đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.